Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong rạng sáng ngày hôm nay, bão Kobasu đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2021. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 tới 120 km/h, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 16,2 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,2 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 48 tới 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 8 với không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có mưa bão, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Trong 60 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 20 tới 25 km, đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới trục ở vào khoảng từ 15 tới 17 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão số 8 di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây và Biển Đông. Kết hợp với không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, đêm tăng lên cấp 10 đến cấp 11, giờ cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Trên đất liền trong những ngày tới, khu vực cần cảnh giác nhất sẽ là các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ngoài ra bão kết hợp với gió mùa đông bắc tràn về, vì vậy vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra cả Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do đó nguy cơ trùng bão, lũ rất có thể sẽ xảy ra. Sau khi bão số 8 đổ bộ đến 16 tháng 10, một áp thấp mới sẽ hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo hồi 1 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đất liền Trung Bộ khoảng 600 km. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp này di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây, tiến về đất liền Trung và Nam Trung Bộ, và có khả năng mạnh lên thành bão số 9, có khả năng gây ảnh hưởng tới các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, vị trí đổ bộ sẽ còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của không khí lạnh trong những ngày tới. Vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn về cơn bão này trong bản tin sau của kênh. Trở lại với tình hình thời tiết ngày hôm nay, do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, nên sáng nay ở vùng núi và trung du nhiệt độ thấp dưới 21 độ, khu vực đồng bằng và cả thủ đô Hà Nội nhiệt độ trong khoảng từ 21 tới 22 độ, trời lạnh. Đến trưa chiều nay thì sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ, thời tiết mang đặc trưng của mùa thu. Lui xuống miền Trung, sang tới ngày hôm nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa giảm còn ở vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ 26 tới 28 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thì nắng gián đoạn, nhiệt độ cao từ 29 đến tới 31 độ. Riêng đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời nắng sớm và nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 31 cho tới 33 độ. Với các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng từ 16 tới 19 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay tới ngày 13 tháng 10, cả hai khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to với tổng lượng mưa từ 80 cho tới 160 mm. Sẽ có mưa với lượng lớn, vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ thấp, chỉ trong khoảng từ 27 tới 29 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ, mức nhiệt sẽ là từ 31 cho tới 32 độ.